Hoàng Anh kính chào và cảm ơn quý vị đến với Culture Channel, kênh YouTube chính thức của tạp chí Culture, kênh mang đến những tin tức nóng và nổi bật nhất từ Canada và toàn cầu. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin Canada nổi bật trong tối thứ Ba ngày 17 tháng 9. Thưa quý vị, trong một diễn biến gây sốc trên thế giới, một làn sóng các vụ nổ chết người từ máy nhắn tin cầm tay Pagers đã làm rung chuyển Lebanon, khiến cho ít nhất 9 người thiệt mạng và hơn 2.700 người bị thương. Khi Trung Đông phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng chưa từng có này, những lo ngại về an ninh toàn cầu và những tác động lan tỏa lên quan hệ quốc tế đang gia tăng. Canada và Hoa Kỳ đang theo dõi chặt chẽ và sau đây là một số chi tiết của sự kiện bùng nổ xảy ra hôm nay. Một làn sóng máy nhắn tin cầm tay Pager đã phát nổ kinh hoàng trên khắp Lebanon và một số khu vực của Syria vào thứ Ba hôm nay, đã giết chết 9 người và hơn 2.700 người bị thương. Trong số các nạn nhân có các chiến binh Hezbollah và đại sứ Iran tại Beirut, các quan chức Lebanon và Hezbollah cáo buộc là Israel đứng sau vụ tấn công đồng loạt và từ xa mà họ cho là một sự vi phạm an ninh nghiêm trọng. Các máy Pagers mới được Hezbollah mua đã đồng loạt phát nổ một cách bất ngờ, gây ra sự hoảng loạn và thương tích rộng rãi. Quân đội Israel chưa bình luận về vụ việc. Các bức ảnh và video từ vùng ngoại ô phía nam của Beirut lan truyền trên mạng xã hội và phương tiện truyền thông địa phương, cho thấy mọi người nằm trên vỉa hè với vết thương ở tay hoặc là gần túi quần. Hãng thông tấn Reuters và AP đưa tin về sự hoảng loạn lan rộng trên đường phố thủ đô Beirut và nhiều khu vực rộng lớn ở miền nam Lebanon, với xe cứu thương và xe máy chạy khắp đường phố và hướng đến các phòng cấp cứu. Tình hình căng thẳng giữa Israel và Hezbollah đã gia tăng sau sự kiện này, với Hezbollah tuyên bố sẽ trả thù. Hoa Kỳ và các đồng minh, bao gồm Canada, lo ngại về khả năng gia tăng xung đột trong khu vực. Chúng tôi sẽ cập nhật chi tiết trong bản tin thế giới. Và tại Canada, xin được lưu ý đến quý vị, cảnh sát RCMP đã ban hành cảnh báo có hai kẻ nguy hiểm có vũ khí đang lẩn trốn ở tỉnh bang Alberta. Cảnh sát RCMP đã ban hành cảnh báo người nguy hiểm vào thứ Ba hôm nay tại trung tâm của Alberta sau khi có hai người đàn ông có vũ khí đã bỏ trốn sau một vụ cướp. Cảnh báo nhắm đến khu vực Mayerthorpe và Lac St. Anne, đặc biệt là dọc theo đường cao tốc 18. Hai nghi phạm này được cho là đang đi bộ sau khi bỏ lại chiếc xe bị đánh cướp. Một nghi phạm khoảng 30 tuổi, đội mũ cao bồi và mặc áo len đen, trong khi nghi phạm thứ hai cao hơn, đội mũ đen có chữ đỏ. Cảnh sát khuyến cáo công chúng không mở cửa cho người lạ hoặc đón khách bộ hành. Các trường học tại Mayerthorpe đã thực hiện biện pháp cầm giữ an toàn, nhưng đã trở lại hoạt động bình thường khi mối đe dọa tức thời được cho là đã qua. Cảnh sát RCMP cho biết sau một cuộc tìm kiếm kỹ lưỡng, họ tin rằng nghi phạm đã rời khỏi khu vực và không còn nguy cơ trực tiếp đối với cộng đồng. Một cuộc rung chuyển trong chính trường Canada. Cơ hội đầu tiên của ông Poilievre để lật đổ chính phủ của Thủ tướng Trudeau dự kiến vào tuần tới. Tuần tới, lãnh đạo đảng bảo thủ ông Pierre Poilievre sẽ có cơ hội đầu tiên để lật đổ chính phủ thiểu số của Thủ tướng Justin Trudeau. Theo các nguồn tin, đảng bảo thủ dự kiến trình bày một động thái bất tín nhiệm vào ngày thứ Ba. Hạ viện sẽ dành cả ngày để tranh luận và cuộc bỏ phiếu sẽ diễn ra vào thứ Tư. Để động thái này được thông qua, phần lớn trong số 336 đại biểu quốc hội phải ủng hộ. Hiện đảng tự do nắm 154 ghế, đảng bảo thủ là 119 ghế và các đảng khác giữ số ghế còn lại. Các lãnh đạo đảng khối Quebecois, đảng Dân Chủ mới NDP và đảng Xanh cho biết họ cần xem văn bản của động thái trước khi quyết định. Ông Poilievre đã hứa là sẽ thúc đẩy bất tín nhiệm và kêu gọi các đảng đối lập ủng hộ. Nếu thất bại thì đảng bảo thủ vẫn có thêm 6 cơ hội khác trong các ngày đối lập sắp tới để tiếp tục nỗ lực này. Trong khi đó, Thủ tướng Trudeau đối mặt với thất bại mới, nhưng không có dấu hiệu từ chức. Thủ tướng Canada Justin Trudeau đang đối mặt với áp lực gia tăng sau khi đảng tự do của ông chịu thất bại xích sao đau đớn thứ hai trong một cuộc bầu cử đặc biệt báo hiệu rắc rối trước cuộc tổng tuyển cử sắp tới. Đảng tự do đã nắm quyền gần 9 năm, vừa mất một ghế an toàn tại một khu vực ở Montreal sau một thất bại tương tự ở thành phố Toronto chỉ vài tháng trước, làm dấy lên nghi ngờ về cơ hội thành công trong tương lai của đảng tự do. Đảng Bloc Quebecois đã giành được động lực sau khi giành được khu vực bầu cử này ở Montreal từ tay đảng tự do. Đó là khu vực bầu cử La Salle-Imar-Verdun, từng là an toàn của đảng tự do, đã rơi vào tay ông Louis-Philippe Sauvé của đảng Bloc Quebecois. Mặc dù gặp phải những trở ngại, Thủ tướng Trudeau không có dấu hiệu sẽ từ chức. Thủ tướng Trudeau nói với các phóng viên, còn nhiều việc phải làm và chúng tôi sẽ tập trung vào việc hoàn thành nó.
Tuy nhiên, với việc đảng Dân Chủ mới, tức là đảng NDP đã rút lui hỗ trợ, chính phủ đảng tự do của Thủ tướng Trudeau sẽ gặp khó khăn trong việc thông qua các luật quan trọng và đối mặt với các cuộc bỏ phiếu tín nhiệm sắp tới. Các chuyên gia chính trị như là ông Andrew McDougall cho biết, đảng tự do đang mất các thành trì quan trọng tại các đô thị và nhiều người tin rằng thời gian lãnh đạo của Thủ tướng Trudeau sắp kết thúc. Điều này củng cố quan điểm rằng ông ấy đã thuộc về ngày hôm qua. Theo nhà chính trị gia McDougall nói, đặt ra câu hỏi liệu đảng tự do có cần lãnh đạo mới để thắng cử tiếp theo. Đảng NDP đã tăng tỷ lệ phiếu bầu của mình tại vùng Montreal, trong khi vẫn giữ được một ghế ở tỉnh bang Manitoba phía Tây, chống lại một thách thức mạnh mẽ của đảng bảo thủ. Đảng tự do phải đối mặt với một số cuộc bỏ phiếu tín nhiệm của các nhà lập pháp trong vài tháng tới, và một thất bại sẽ dẫn đến một cuộc tổng tuyển cử ở Canada sớm. Mặc dù đảng NDP có thể chọn duy trì chính phủ cho đến khi có thể nâng cao được sự ủng hộ của chính mình. Duy trì một chính phủ thiểu số có thể khó khăn và Thủ tướng Trudeau có thể thúc đẩy chương trình nghị sự lập pháp của mình đến mức nào vẫn chưa rõ ràng. Đảng Tự do cho biết vào thứ Hai rằng họ sẽ tập trung vào luật liên quan đến quốc phòng và quyền công dân. Không giống như ở Hoa Kỳ, Úc hay Vương quốc Anh, không có con đường dễ dàng để Thủ tướng Justin Trudeau từ chức nếu ông vẫn muốn ở lại quyền lực. Tại Canada, Thủ tướng Trudeau được chọn thông qua một hội nghị đặc biệt của các thành viên đảng, và mặc dù các bộ trưởng cao cấp có thể thúc giục ông rời đi nếu các cuộc thăm dò tiếp tục tồi tệ, không có cơ chế nào để buộc ông phải từ chức. Những người trong cuộc mô tả Thủ tướng Trudeau là người cứng đầu, và ngay cả khi quỹ tài trợ của đảng tự do cạn kiệt cũng không chắc là ông sẽ lắng nghe, theo hãng thông tấn Reuters. Nếu Thủ tướng Trudeau từ chức thì một nhà lãnh đạo lâm thời sẽ được bổ nhiệm cho đến khi đảng tổ chức một hội nghị mới. Tuy nhiên, các nhân vật chủ chốt như là Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Chrystia Freeland và Bộ trưởng Đổi mới Khoa học và Công nghiệp ông François-Philippe Champagne có thể không muốn thay thế Thủ tướng Trudeau trong ngắn hạn. Theo các chuyên gia của hãng thăm dò Echo, việc thay đổi lãnh đạo có thể không giải quyết được những thách thức sâu xa hơn mà đảng tự do đang đối mặt. Tương tự như các chính phủ cấp tiến khác trên toàn cầu trước sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân túy và tình trạng bất ổn kinh tế, theo hãng thông tấn Reuters và CBC News. Dữ liệu lạm phát mới cho thấy người dân Canada vẫn gặp khó khăn khi mua sắm và chi trả chi phí sinh hoạt dù lạm phát đã giảm bớt. Theo Cục Thống kê Canada, chỉ số giá tiêu dùng CPI trong tháng 8 chỉ tăng 2% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng chậm nhất kể từ tháng 2 2021. Dù vậy, chi phí lãi suất thế chấp và tiền thuê nhà vẫn là những yếu tố chính thúc đẩy mức lạm phát. Một số mặt hàng giảm giá trong tháng 8 gồm vận chuyển hàng không, xăng dầu, quần áo, giày dép và các tour du lịch. Chi phí lãi suất thế chấp tăng 18,8% so với năm trước, tiếp tục là yếu tố hàng đầu gây lạm phát từ tháng 12 2022. Giá thực phẩm thì tăng 2,4%, với các mặt hàng như là sữa, trái cây tươi, cà chua, nho và cà phê đều tăng mạnh. Tuy nhiên, một số mặt hàng như ớt chuông, hành tây và dưa chuột giảm giá. Giá xăng thì giảm 2,6% so với tháng 7, phần lớn do giá dầu thô giảm. Giá quần áo và giày dép giảm 0,6% so với tháng trước, bất chấp mùa mua sắm tụ trường. Các nhà bán lẻ đã tung ra nhiều chương trình giảm giá để kích thích chi tiêu. Nhìn chung, mặc dù giá một số mặt hàng đã giảm, nhiều chi phí cơ bản vẫn tăng, gây thêm gánh nặng cho người dân Canada. Khi tỷ lệ lạm phát ở Canada đạt mức mục tiêu 2% của Ngân hàng Trung ương Canada vào tháng 8, đánh dấu mức tăng giá nhỏ nhất kể từ tháng 2 năm 2021, làm dấy lên hy vọng về một đợt cắt giảm lãi suất lớn vào tháng tới. Theo Cơ quan Thống kê Canada, các chỉ số giá lõi cũng đã hạ nhiệt, với giá tiêu dùng giảm 0,2% theo tháng. Các nhà kinh tế lạc quan rằng Ngân hàng Trung ương Canada sẽ cắt giảm lãi suất chính sách 50 điểm cơ bản, tức là 0,50%, để kích thích phục hồi kinh tế. Ông Royce Mondays, trưởng bộ phận chiến lược vĩ mô tại Desjardins Group, phát biểu rằng họ dự đoán các nhà quản lý ngân hàng sẽ cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản để hướng đến mức lãi suất trung tính. Lãi suất trung tính nằm trong khoảng từ 2,25% đến 3,25%, không hạn chế cũng như không kích thích tăng trưởng. Tuy nhiên, tình hình vẫn còn phức tạp. Mặc dù giá xăng dầu giảm và giá quần áo hạ nhiệt, nhưng chi phí nhà ở, đặc biệt là lãi suất thế chấp và tiền thuê nhà, vẫn là gánh nặng, tăng 5,2% vào tháng 8. Các nhà kinh tế cảnh báo rằng, mặc dù lạm phát đã hạ nhiệt, tăng trưởng kinh tế của Canada đã chậm lại với tỷ lệ thất nghiệp dần tăng lên.
Canada đã phê duyệt vaccine COVID-19 mới của Moderna nhắm vào biến thể KP.2. Bộ Y tế Canada đã phê duyệt vaccine Spikevax của Moderna nhắm vào biến thể KP.2 để chuẩn bị cho các chiến dịch tiêm chủng mùa thu. Liều vaccine dành cho người từ 12 tuổi trở lên là 50 microgram, còn trẻ em từ 5 đến 11 tuổi sẽ nhận được liều 25 microgram. Người chưa tiêm trước đó có thể nhận 2 liều 25 microgram. Biến thể KP.3.1.1 chiếm 52% ca nhiễm ở Canada tính đến ngày 3 tháng 9. Nó liên quan chặt chẽ với biến thể KP.2 và vaccine mới này hứa hẹn sẽ bảo vệ chống lại các biến thể mới này. Việc phê duyệt diễn ra sau khi nhiều tỉnh được yêu cầu thu hồi vaccine XBB.1.5. Vaccine mới sẽ thay thế nguồn cung hiện tại theo quy định của Bộ Y tế Canada. Tỉnh bang Alberta, Ontario và nhiều tỉnh bang khác đã tạm dừng tiêm chủng để chờ vaccine mới. Các chuyên gia nhận định là những thay đổi về quy định thế chấp mới của Ottawa có thể thúc đẩy nhu cầu nhà ở tại Canada. Chính phủ liên bang vừa thông báo sẽ cho phép người mua nhà lần đầu và người mua nhà mới xây được tiếp cận các khoản thế chấp 30 năm. Ngoài ra, mức trần giá trị thế chấp được bảo hiểm sẽ tăng từ 1 triệu đô la lên 1,5 triệu đô la, cho phép người mua đủ điều kiện với khoản thanh toán trước, tức là down payment dưới 20%. Các thay đổi này sẽ có hiệu lực từ ngày 15 tháng 12. Victor Trần là chuyên gia về thế chấp của Red.ca cho biết, tin này là cơ hội cho những ai có khoản vay với down payment dưới 20% và chúng ta có thể thấy hoạt động mua bán và giá nhà tăng khi chính sách bắt đầu. Các nhà môi giới của LowestRates.ca cũng dự đoán nhu cầu sẽ tăng khi lãi suất giảm, đặc biệt sau thông báo từ Tập đoàn Thế chấp và Nhà ở của Canada CMHC về việc mở rộng các khoản thế chấp 30 năm. Dù có các thay đổi giúp một số người dễ mua nhà hơn, nhưng việc đáp ứng đủ điều kiện vẫn là thách thức lớn cho nhiều người. Thành phố Montreal đang xem xét cấm căn hộ tầng hầm basement ở khu vực dễ bị lụt sau trận lụt nghiêm trọng do bão nhiệt đới Debby. Các quan chức Montreal đề xuất cấm các căn hộ tầng hầm ở những khu vực dễ bị lụt. Trưởng phòng hạ tầng nước của thành phố, bà Maja Vandanovic, cho biết căn hộ tầng hầm có thể gây thiệt hại lớn trong các sự kiện thời tiết cực đoan, đặc biệt là do biến đổi khí hậu. Quận Ville-Marie đã thực hiện các quy định cấm xây dựng căn hộ tầng hầm mới ở các khu vực kiểm soát lũ. Đối với các căn hộ tầng hầm hiện có, cư dân được khuyến khích sử dụng các biện pháp bảo vệ như là máy bơm sump pump, được hỗ trợ bởi chương trình Renoplex của thành phố, cung cấp lên đến 40.000 đô la cho việc nâng cấp phòng chống nước. Cơn bão ngày 9 tháng 8 được cho là sự kiện thời tiết nghiêm trọng nhất ở Quebec, gây thiệt hại 2,5 tỷ đô la. Mặc dù có những yêu cầu cải thiện cơ sở hạ tầng thoát nước, nhưng các quan chức Montreal nhấn mạnh rằng việc nâng cấp sẽ rất phức tạp và tốn kém. Hội đồng thành phố cũng kêu gọi chính phủ tỉnh bang thay đổi chương trình hỗ trợ tài chính cho các nạn nhân bị lũ lụt. Cảnh sát tỉnh bang British Columbia cảnh báo khóa cửa sau khi một gia đình bị cướp trong khi ngủ. Cảnh sát ở Vancouver Island đang cảnh báo cư dân hãy khóa cửa sau khi một gia đình ở khu vực Nanaimo bị cướp xe hơi cao cấp, tiền mặt và các tài sản khác trong khi họ đang ngủ. Vụ cướp này xảy ra vào sáng sớm Chủ nhật tại một khu vực nông thôn trên đường Ferra ở Cedar, phía đông nam của Nanaimo. Gia đình, sau khi trở về nhà vào khoảng 1 giờ sáng và không khóa cửa, đã phát hiện các tài sản của họ bao gồm một chiếc BMW X5 23 năm tuổi bị đánh cắp. Các tài sản bị đánh cắp bao gồm gậy golf, máy tính và tiền mặt, và thẻ tín dụng bị đánh cắp đã được sử dụng để mua xăng. Chưa có ai bị bắt và các tài sản bị đánh cắp chưa được thu hồi. Cảnh sát nhấn mạnh tầm quan trọng của việc khóa cửa để ngăn ngừa các vụ việc tương tự. Mưa lớn gây ra lũ lụt trên đất liền ở cộng đồng Manitoba. Mưa lớn vào sáng thứ ba hôm nay đã gây ngập lụt và đóng đường ở một số khu vực của tỉnh bang Manitoba, bao gồm thị trấn Blumenauer. Mưa đã bắt đầu từ 7 giờ sáng và không dừng lại. Cảnh tượng được người dân địa phương mô tả là như bãi biển, với những con sóng tràn vào đường lái xe. Đường Rock Ridge trong thị trấn đã bị đóng do lũ và sở cứu hỏa phải giải cứu một chiếc xe mắc kẹt. Nhiều ngôi nhà trong thị trấn đã bị ngập lụt. Thành phố Windsor của tỉnh bang Ontario dự kiến điều chỉnh mức tăng thuế 12,9%. Thị trưởng của thành phố Windsor là ông Drew Dukens cho biết cần phải giảm mức tăng thuế dự kiến là 12,9% vào năm 2025. Ông nhấn mạnh rằng hội đồng thành phố và các ủy ban ngân sách sẽ xem xét kỹ lưỡng mọi lĩnh vực để tìm cách giảm chi phí. Vào tuần trước, ông Dukens đã bổ nhiệm các ủy viên hội đồng vào 3 ủy ban để tìm kiếm giải pháp tiết kiệm cho ngân sách hoạt động năm tới.
khẳng định là mức tăng hiện tại là không thể chấp nhận được. Ngân sách năm 2024 đã tăng 3,91%, nhưng sau đó được điều chỉnh tăng thêm do kế hoạch tăng cường cốt lõi của thành phố. Một người đàn ông đã tử vong trong tai nạn công nghiệp tại Ontario Place. Cảnh sát Toronto cho biết các đội cứu hộ được gọi đến hiện trường vào khoảng 9 giờ 37 sáng sau khi có báo cáo về một người bị thương do thiết bị xây dựng. Hình ảnh cho thấy một cỗ máy nặng bị lật rơi trúng người công nhân trong quá trình dỡ hàng. Người đàn ông đã tử vong tại hiện trường và không ai được đưa đến bệnh viện. Bộ Lao động đã được thông báo về vụ việc chết người này. Văn phòng của Bộ trưởng Lao động Ontario nói rằng công việc đang diễn ra vào thời điểm đó không liên quan trực tiếp đến việc tái phát triển Ontario Place thành spa và công viên nước. Một người đàn ông ở thành phố Calgary đã bị kết án 6 năm tù vì chia sẻ video khủng bố trên TikTok. Zachariah Rida Hussain, người đã nhận tội chia sẻ video tuyển dụng và tuyên truyền của ISIS trên TikTok, bị kết án 6 năm tù. Hussain đã thừa nhận sở hữu các tài khoản mạng xã hội đăng video của nhà nước Hồi giáo và chia sẻ video hướng dẫn chế tạo bom. Anh ta đã bị bắt vào tháng 6 2023 sau cuộc điều tra của cảnh sát RCMP và sở cảnh sát Calgary. Sau khi được thả, Hussain sẽ bị cấm sở hữu vũ khí suốt đời và phải nộp kết quả xét nghiệm DNA. Một tài xế bị buộc tội sau khi đâm xe vào nhà khiến cho 4 người nhập viện. Một cư dân ở thành phố London của Ontario bị buộc tội lái xe khi say xỉn sau vụ tai nạn ở Lakeshore, Ontario vào ngày 12 tháng 8, khiến cho 4 người trong xe, bao gồm một trẻ 7 tuổi, phải nhập viện. Vụ việc xảy ra lúc 1 giờ 02 sáng khi xe đâm vào một ngôi nhà trên Highway 77 và County Road 8. Rất may là không ai trong nhà bị thương. Ngày 13 tháng 9, tài xế 35 tuổi đã bị bắt tại vùng Peel và đối mặt với nhiều tội danh, bao gồm lái xe khi say rượu, điều khiển nguy hiểm và lái xe khi bị đình chỉ. Nhân viên bảo vệ động vật ở tỉnh bang British Columbia đã giải cứu được 3 chú chó Pitbull, bao gồm một chú chó vừa sinh 10 đứa con từ một ngôi nhà ngập chuột ở Kelowna. Điều kiện trong nhà được mô tả là khủng khiếp cho cả người và vật nuôi. Chuột lớn chạy khắp nơi và sàn nhà thì ngập nước tiểu và phân chó. Sự xâm nhập của chuột bắt đầu từ một nỗ lực sai lầm khi xử lý một số con chuột con, theo cơ quan chăm sóc động vật cho biết. Những người dân đã để thức ăn cho chó cho chúng khiến vấn đề trở nên tồi tệ hơn nhiều. 3 chú chó, 2 pitbull cái trưởng thành và 1 pitbull đực được đưa đến bệnh viện thú y. Ellie là một trong những con cái đã sinh ra 10 chó con, nhưng một chú chó con không qua khỏi. Ellie thiếu cân và đau buồn vì mất con, đang được chăm sóc hồi phục và sẽ được triệt sản. 9 chú chó con sẽ được nhận nuôi sau 8 tuần và Ellie sẽ tìm chủ mới sau khi phẫu thuật. Trong khi đó, chú chó đực Henry đã được nhận nuôi, còn Sugar là chú chó cái còn lại cũng đã tìm được gia đình mới. Thưa quý vị, thực tế là tỷ lệ thất nghiệp ở Canada gia tăng, nhưng vì sao tìm việc ở Canada lại rất khó khăn? Hiện nay, cứ mỗi vị trí việc làm trống ở Canada thì có 2,4 người thất nghiệp, theo báo cáo quý 2 của Cục Thống kê Canada. Số lượng việc làm trống đã giảm dần kể từ khi gần 1 triệu vị trí trống vào năm 2022, khi nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong tuyển dụng do thiếu lao động vào lúc đó. Khi đó thì 1 trên 3 doanh nghiệp khó tìm nhân viên, 2 trên 5 thì khó kiếm người có kỹ năng và 1 trên 4 phải đấu tranh để giữ chân nhân viên. Một số doanh nghiệp cho rằng mức lương thấp và tình trạng nghỉ hưu của thế hệ boomer đã ảnh hưởng đến việc tuyển dụng. Số lượng việc làm còn trống đã giảm kể từ đó, trong khi tỷ lệ thất nghiệp thì tăng lên 6,6% so với 4,8% vào mùa hè 2022. Vào quý trước, chỉ còn 580.000 vị trí việc làm còn trống, so với 1 triệu vị trí trống trước đây. Việc giảm số lượng việc làm trống phần lớn là do ít vị trí yêu cầu trình độ trung học trở xuống, chiếm 70% số giảm sút. Các ngành nghề vận tải, xây dựng và vận hành thiết bị ảnh hưởng nặng nề nhất, với số lượng việc làm giảm 30% so với năm ngoái. Theo nhà kinh tế học Jim Stanford, thị trường việc làm của Canada đang yếu do chính phủ và Ngân hàng Trung ương Canada phản ứng quá mức với đại dịch. Khi các biện pháp phong tỏa kết thúc, nhiều người lao động yêu cầu mức lương cao hơn khiến cho doanh nghiệp khó tuyển dụng. Chính phủ cũng đã nới lỏng quy định về lao động nước ngoài tạm thời, nhưng chương trình này đã bị Liên Hợp Quốc chỉ trích là môi trường sinh sôi của chế độ nô lệ hiện đại. Nhà kinh tế học Stanford đề xuất Ngân hàng Canada giảm lãi suất để hỗ trợ nền kinh tế hậu đại dịch, và nếu tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống, các doanh nghiệp có thể lại gặp khó khăn trong tuyển dụng.
ngày càng nhiều người không hút thuốc mắc ung thư phổi và sau đây là lý do và cách bảo vệ bản thân. Mặc dù ung thư phổi thường liên quan đến thuốc lá, số ca ở người không hút thuốc đang tăng lên. Tiến sĩ Natasha Lay từ Trung tâm Ung thư Princess Margaret cho biết, những ai tiếp xúc với khói thuốc, ô nhiễm không khí và radon có nguy cơ cao hơn. Radon là một loại khí phóng xạ được tạo ra từ quá trình phân hủy tự nhiên của uranium trong tất cả các loại đá và đất, theo Tổ chức Y tế Thế giới. Di truyền cũng đóng một vai trò quan trọng. Ung thư phổi ở người không hút thuốc thường liên quan đến gen bị lỗi, nhưng tin tốt là các liệu pháp mới có thể giúp họ sống lâu hơn. Ung thư phổi cũng phổ biến hơn ở phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ gốc Á, do các yếu tố như là ô nhiễm, thông gió kém và khói nấu ăn. Để bảo vệ bản thân, tránh hút thuốc và tiếp xúc với khói thuốc. Nếu có các triệu chứng như là ho kéo dài, hãy đi khám sớm để được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Thưa quý vị, Canada vừa có đồng tiền 2 đô la mới có hình dạng cây đàn guitar huyền thoại. Ngân hàng Hoàng gia Canada vừa công bố đồng tiền 2 đô la mới với hình dáng guitar điện huyền thoại, kỷ niệm thời kỳ vàng son của nhạc surf rock. Đồng tiền độc đáo này lấy cảm hứng từ guitar Jazzmaster của Fender, được làm bằng bạc nguyên chất và có thiết kế tinh xảo. Được phát hành lần đầu vào cuối những năm 1950, Jazzmaster trở thành biểu tượng của nhạc surf lần đầu tiên được nhạc sĩ Dick Dale nổi tiếng. Đồng tiền này do công ty kim loại quý Thụy Sĩ MKS PAM sản xuất độc quyền, nặng 31,39g và có kích thước 28,6mm nhân cho 84,4mm. Nó có thiết kế màu xanh lá cây và vàng với chân dung của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị ở mặt sau và được đựng trong hộp đặc biệt của Fender. Số lượng có hạn chỉ có 4.000 chiếc, đồng tiền này có giá 149,95 đô la và sẽ được bán từ ngày 24 tháng 9. Bạn đang muốn mua hoặc bán bất động sản? Chúng tôi là Thông Nguyễn, với hơn 15 năm kinh nghiệm trong ngành xây dựng nhà mới và sửa chữa nhà. Chúng tôi cam kết cung cấp cho bạn những lời khuyên thiết thực và kinh tế nhất cho tất cả nhu cầu bất động sản của bạn. Kiến thức thị trường, tận tâm và chuyên nghiệp. Hãy liên hệ Thông Nguyễn, công ty Home Life để mua và bán một cách tự tin. Điện thoại 905-920-1463. Sau đây là cập nhật nhanh về tỷ giá hối đoái. Thưa quý vị, vào cuối ngày giao dịch hôm nay, đô la Canada có mức giá là 0,7355 đô la Mỹ và bằng 0,6614 đồng euro. 1 đô la Canada tương đương 18.087 đồng Việt Nam, 1 đô la Mỹ tương đương 24.585 đồng Việt Nam. Giá vàng là 2.570,98 đô la Mỹ một ounce, tương đương 3.494 đô la Canada. Và đó là những tin tức Canada nổi bật trong ngày. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và chúng tôi cũng kính mời quý vị đón theo dõi phần điểm tin thế giới. Kênh Culture Channel có video tin tức Canada và thế giới nổi bật được cập nhật mới hàng ngày. Kính mời quý vị đón theo dõi. Và xin quý vị đừng quên nhấn nút like, subscribe để đăng ký kênh, chia sẻ phản hồi và chia sẻ video để ủng hộ cho kênh và để không bỏ lỡ bất kỳ tin tức mới nào. Kính chúc quý vị luôn nhiều sức khỏe và bình an và kính chào tạm biệt.